nhập giáo viên tăng giảm thế nào sau cải cách tiền lương 2024. Giáo viên là đối tượng được cải cách tiền lương dự kiến từ mùng 1 tháng 7 2024 theo nghị quyết 27 NQTU 2018. Giáo viên sẽ được trả lương theo bảng lương mới. Cụ thể, cơ cấu tiền lương mới sau cải cách của giáo viên sẽ gồm 3 bộ phận là lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng. Do đó, so với hiện nay, lương giáo viên trong khu vực công sẽ được bổ sung thêm tiền thưởng. Đồng thời, việc trả lương của giáo viên là viên chức sẽ không thực hiện theo hệ số nhân mức lương cơ sở như hiện nay, mà được thay thế bằng các bảng lương theo vị trí việc làm là con số cụ thể đảm bảo không thấp hơn mức lương hiện nay đang được hưởng. Riêng giáo viên là người lao động thì sẽ được điều chỉnh tương đối tối thiểu vùng và được trả lương theo thỏa thuận giữa trường học với giáo viên đó gắn với năng suất và kết quả lao động. Giáo viên sẽ được sắp xếp lại các khoản phụ cấp. Tuy nhiên, cơ cấu phụ cấp của giáo viên vẫn phải chiếm 30% tổng quỹ lương. Cụ thể, vẫn giữ lại các khoản phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, khu vực, trách nhiệm công việc, lưu động, gồm các loại phụ cấp ưu đãi theo nghề, trách nhiệm theo nghề, độc hại nguy hiểm thành phụ cấp theo nghề, phụ cấp đặc biệt, thu hút và trợ cấp công tác lâu năm thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, bãi bỏ các khoản phụ cấp, thâm niên nghề, chức vụ lãnh đạo, công tác đảng, đoàn thể chính trị, xã hội, công vụ.